Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng tham dự khóa tu mùa xuân năm 2024 tại tu viện Tây Thiên. Trên pháp tòa trước đại chúng đây là hòa thượng viện chủ đạo hiệu Thích Thiện Tâm. Hòa thượng là người đã khai sáng khai sơn tu viện Trúc Lâm, tu viện Tây Thiên cũng như nhà dưỡng lão Tuổi Hạt và các đạo tràng. Gần đây vì sức khỏe cũng như Phật sự, hòa thượng thường về những nơi ấm để tịnh dưỡng cũng như làm Phật sự. Lần này chúng ta phải nói là hên là được hòa thượng ở đây trong ngày lễ khai mạc này để trực tiếp thăm viếng cũng như là nhắc nhở đại chúng tu tập. Lẽ ra chương trình là hòa thượng sẽ nói chuyện qua Zoom, nhưng mà rất may là ngài đang ở Edmonton trong những ngày này, và sáng hôm nay hòa thượng đã quang lâm để thăm viếng cũng như chia sẻ với đại chúng. Kính bạch trên thầy, hôm nay như thường lệ chúng con vân tập về đây để có khóa tu mùa xuân, và năm nay chư hành giả người lớn tham dự khóa tu là khoảng 300 vị, và cộng cùng với lại gần 100 em nhỏ cũng cùng đang tham dự ở đây. Cho nên tổng cộng đạo tràng các vị công quả mọi thứ hết thì khoảng chừng 400 hơn. Giờ này tất cả đã làm lễ khai mạc khóa tu và đã thanh tịnh thân tâm để được đảnh lễ thầy cũng như là nghe những lời nhắc nhở của thầy trong ngày lễ khai mạc hôm nay. Chúng con xin đại diện toàn thể đại chúng thành tâm đảnh lễ và tri ân thầy đã dành cho chúng con buổi sáng hôm nay. Kính thưa đại chúng, mời đại chúng cùng chắp tay để niệm hồng danh Đức Phật 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni các vị ngồi xuống hướng về bên này, chư tăng ni, quý tăng ni ngồi xuống hướng về đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn thầy trụ trì và cảm ơn tất cả quý vị đã hiện diện hôm nay, cho thầy được cái cơ hội cùng tham dự khóa tu mùa xuân. Nhưng mà thưa quý vị, chỉ tham dự được có một buổi này thôi vì đúng ra thì thầy sẽ không tham dự được vì cái mùa đông và mùa xuân nó còn lạnh lắm, và thầy thì với cái bệnh phong thấp cho nên do đó mà khi về lạnh thì chân hay bị co quắp. Thầy thường tìm về cái chỗ ấm. Nếu có về tham dự thì thường là mùa hè đó. Thì thưa vì nhưng mà năm nay đặc biệt thì cái tháng này là ở trên Toronto, là cái nơi mà thầy đã khởi công để xây dựng một cái làng dưỡng lão cho các cụ cao niên người Việt của mình ở trên đó, đã bắt đầu hồi tháng 10, và bây giờ là có một cái đợt vận động tiếp tục các cấp chính quyền để mà hỗ trợ thêm cho cái ngân quỹ xây cấp trọn vẹn cái làng dưỡng lão Tuổi Hạt. Tạm gọi là làng bởi vì đó là một cái building rất là lớn, gồm khoảng 300 unit, chứa có thể khoảng 500 người. Thì thưa quý vị, thì
cũng là cái duyên. Trước đây thì mình đã từng làm ở Edmonton một cái nhà nghĩa lão rồi. Đại Bình Tôn Tô đã xuống để thỉnh về để cố vấn. Ban đầu thì cố vấn thôi, nhưng mà cuối cùng rồi thì vì công việc thầy phải nhúng tay vô. Bởi vì cũng cái duyên mình tiếp xúc với chánh quyền đó, thì có cái tiếng nói từ ở bên Edmonton, cho nên mình dễ nói hơn là các vị mới ở bên Toronto. Thành thử bây giờ mình đã được xây cất, và mới một phần thôi, đó là phần long term care cho các bác cao niên của mình. Đa phần bây giờ các bác mình lớn tuổi hết rồi, bây giờ phải vào ở trong long term care thôi. Và cái phần thứ hai đó là independent, tức là những cái người còn tự chăm sóc được. Thì khu vực đó thì còn hơi thiếu một khoản tài chính, cho nên thầy mới về để mà vận động. Thì thưa quý vị, như vậy cho nên phải về trong lúc này. Thì nhân cơ hội này khóa tu mùa xuân, cho nên thầy cũng tranh thủ để đến để thăm quý thầy, thăm quý Phật tử một buổi. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, thầy rất là vui mỗi lần khi được về tham dự những cái buổi tu như thế này, vì thầy biết rằng nó cũng là một cái cơ duyên rất là tốt của tu viện Tây Thiên, và đặc biệt là dưới sự hướng dẫn của thầy Pháp Hòa, người mà đã có cái duyên lành có lẽ gieo trồng từ nhiều đời, cho nên kiếp này thầy là có cái duyên được rất là nhiều Phật tử khắp nơi thương mến và thích học. Vì vậy mà khóa tu ở đây vào cái mùa xuân còn lạnh như thế này mà các vị đến tham dự 300 người hơn như thế này, thì thật sự đó là một cái điều chứng minh cho cái lòng nhiệt tình của quý vị, và đối với thầy Pháp Hòa là có một cái tình thương quý vô bờ. Thì thưa quý vị, vì vậy mà hôm nay thầy chỉ biết có vài lời khuyến tấn quý vị. Bởi vì trên cuộc đời này, cái duyên mà chúng ta được gặp Phật Pháp, đó là một cái duyên vô cùng quý báu. Bởi vì sao? Bởi vì cái cuộc đời này chúng ta nương tựa vào bất cứ một thứ gì đều không có vững, đều không có cho ta hoàn toàn hạnh phúc và an lạc. Thành ra vì vậy mà đối với chánh pháp của Phật là một cái nơi mà có thể nói là nương tựa rất là quý báu, một nơi nương tựa có thể là cho chúng ta được hoàn toàn hạnh phúc an vui, nếu chúng ta biết đem áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của mình. Nhưng mà những điều đó phải nói rằng cần phải được chuyển tải đến cho tất cả quý Phật tử của mình một cách rất là dễ hiểu, dễ áp dụng vào trong đời sống hàng ngày. Thành ra vì vậy cái sự chuyển tải đó nó đòi hỏi phải một người có cái duyên, và một người phải có cái dụng công phu tu tập từ nhiều đời. Thành ra vì vậy thưa vị, thầy Pháp Hòa đã có được cái duyên đó, là một người chuyển tải giáo lý của Đức Phật đến với tất cả quần chúng, đến với mọi người, không kể là tăng ni Phật tử mà mới học. Cho nên vì vậy mà thưa vị, tôi rất lấy làm vui mừng, vì từ khi thầy trò được có cái duyên lành gặp nhau ở Canada, rồi thầy đi xuất gia, lúc đó thật sự thì tôi hướng dẫn thầy Hòa những cái điều rất là căn bản. Nhưng mà tôi biết hồi nhỏ mình đi xuất gia, thầy mình cũng phải cho mình đi học, chứ còn người thầy mà dạy cho học trò thì dạy không có nhiều đâu. Thành ra vì vậy mà chỉ có đi học, đi vào Phật học viện hay là đi vào một cái tu viện thì mới có cơ hội học được nhiều. Thành ra vì vậy mà lúc đó cũng cái cơ duyên may mắn, sư ông làng mai rất là thương tôi, vì có cái sự quan hệ từ trước, cho nên sư ông đã cho tôi biết rằng cái năm đó là năm thầy Pháp Hòa vừa đủ 20 tuổi, là có một cái khóa tu học. Mà khóa tu học này như là một cái chương trình
của cao đẳng Phật học, mà thầy là cái người đích thân dạy, tức là sư ông Làng Mai đích thân dạy. Thành ra vì vậy tôi mừng lắm. Vì tôi nghĩ rằng được một cái vị cao tăng, một cái vị mà phải nói là như là một vị học giả, một vị đại sư, nghĩa là thông bác như là thiền sư Nhất Hạnh, như là sư ông Làng Mai, thì quá là một cái may mắn. Tại vì Ngài có một cái khả năng chuyển tải giáo lý đi đến với quần chúng đó, cũng đẹp, cũng dễ dàng tiếp nhận và học hỏi hành trì. Thành ra vì vậy mà tôi đã đưa thầy Pháp Hòa sang đó. Và thầy Pháp Hòa phải công nhận là ông cũng đã có một cái gốc rễ, cái nhân duyên từ nhiều đời. Thế khi sang, ông tiếp nhận được những điều đó, ông trở thành trưởng thành hơn. Và lúc đó tôi còn nhớ, hồi ngày đi ông còn 20 tuổi chứ còn nhõng nhẽo lắm. Nó thôi, con không đi đâu, con ở với thầy. Cho nên do đó lúc đó thì thầy nói không, con nên đi, con qua đó rồi con sẽ thấy. Tại vì lúc đó thật sự đó thầy bà rất là ngây thơ, 20 tuổi vậy chứ, mà đôi khi cái gì làm thì cũng hỏi thầy. Dạ, làm thì làm theo tội nghiệp. Nhưng mà thầy có một cái điều là thầy thích tu thôi, mà thích giáo lý. Học ở ngoài đời thì không giỏi, nhưng mà học giáo lý thì mà biết, kinh chú gì học qua là biết và nhớ. Cái trí nhớ của thầy rất là đặc biệt. Cho nên thầy thấy được cái điều đó, thầy nói nếu mà đi qua Làng Mai học thì chắc chắn thầy sẽ trở thành một pháp khí, là một một người sẽ là đại diện cho chư tăng, cho chư ni ở tu viện Trúc Lâm và Canada trong công cuộc hoằng pháp lợi sanh trong tương lai. Cho nên từ đó mà thầy đã quyết định là đem thầy Hòa đi. Ngày đi hai thầy trò đi quải khăn mướp lên đường qua nước Pháp. Đó cũng là, thưa quý vị, lần đầu tiên thầy đi qua Pháp, và thầy Hòa cũng là lần đầu tiên đi qua học bên Pháp. Đó là năm 1994, thầy Hòa vừa tròn 20 tuổi. Và thưa quý vị, rồi thời gian dần dà trôi qua, tôi càng ngày càng thấy thầy Pháp Hòa trở nên thông bác hơn. Và cái trí nhớ dường như là trong tiền kiếp nó đã có rồi, và những cái gì đã học đạo trong tiền kiếp đã có rồi. Cho nên thầy Hòa giống như là nó khơi lại những cái gì gọi là trong cái ký ức của mình, cũng gọi là túc huệ. Cho nên thầy đã làm được nhiều việc mà tôi càng thấy vui hơn và xứng đáng hơn khi mình có một người học trò như vậy. Và tôi cũng cảm thấy mãn nguyện khi mình đã có cái duyên gọi là đưa đường chỉ lối cho thầy trong cái bước đầu sơ cơ. Thành ra vì vậy, thưa quý vị, bây giờ thì tôi rất là hạnh phúc. Phải nói rất là hạnh phúc. Nhiều lúc á, tôi mở YouTube, tôi thấy thầy Pháp Hòa lên giảng ở trên YouTube, và tôi nghĩ rằng thầy đã làm được nhiều việc mà tôi nghĩ rằng nếu một người như tôi hay là những thầy mà dở như tôi thì chắc không làm được. Thành ra vì vậy mà thôi, mình phải lấy làm hạnh phúc và lấy làm hãnh diện khi có được một người học trò giỏi hơn mình như vậy. Thành ra thưa quý vị, suốt mấy năm nay tôi an tâm đi an dưỡng ở một cái nơi sư ấm, vì tôi muốn cuối cuộc đời, sau những năm mà cho tôi đúng đã dấn thân làm nhiều việc xã hội, nhất là vấn đề dưỡng lão. Vì mình nghĩ rằng đạo Phật mình xưa nay quan tâm đến vấn đề tổ chức tu học, rồi quan tâm đến vấn đề vãng sanh, vấn đề về cái sự chết chóc, nhưng mà không có quan tâm đến cái vấn đề là làm sao an dưỡng, giúp an dưỡng cái tuổi già cho những người lớn tuổi. Và vì vậy mà thưa quý vị, khi sang Canada tôi đã thấy điều này. Và tôi nghĩ rằng ở đất nước này đã có rất nhiều nhà dưỡng lão của những cộng đồng. Người Ý có, người Đức có, người Anh có, người Pháp có, người Hoa có, người Nhật có. Thì tại sao người Việt Nam mình không có? Thành ra vì vậy mà bắt đầu tôi dấn thân.
Nhưng mà chính cái sự dấn thân đó làm cho tôi cũng mất rất nhiều thì giờ. Và thầy Hòa cũng là một cái người cũng rất là nghĩa là hy sinh, chịu khổ, chịu cực với tôi. Bởi vì khi tôi đi nhiều quá thì sẽ không ai ở chùa nhiều, và đôi lúc tôi cũng phải trích từ cái tiền chùa để cho những cái cơ sở đó khởi động từ ban đầu. Thành ra phải nói rằng đây là cái sự hy sinh mà của một người học trò của mình, mà hai thầy trò như là cái tình như là cha con từ xưa tới giờ, mà thầy rất là thương, rất là quý người học trò của mình. Cho nên hôm nay thầy phải nói thật là đó là một cái lời mà kỷ niệm, một cái lời mà tri ân đối với thầy, một cái người trò rất là hy sinh cho thầy. Thầy chưa bao giờ thấy ông từ chối khi thầy nói con ơi con, xuất một khoản tiền cho nơi đây mượn đi, để người ta khởi động một cái chương trình gì đó, là ông cũng nhắm mắt nhắm mũi cũng phải ráng để mà cho mượn. Thành ra giờ này mọi việc nó gần như cũng sắp an bài, nhà dân lão trên kia cũng sắp xong, thì trước khi thầy nhập thất luôn, có thể là thầy sẽ về Việt Nam nhập thất lâu dài, cho nên không có dịp để trở về đây để tham dự những khóa tu nữa. Thành ra vì vậy mà thầy muốn nói lời cảm ơn đối với người học trò của mình, đó là thầy Pháp Hòa. Và cũng cảm ơn tất cả quý thanh ni Phật tử ở tu viện Trúc Lâm cũng đã hy sinh đối với thầy trong suốt thời gian mấy mươi năm, 36 năm qua, đã cống hiến công sức, tiền bạc và hy sinh. Đôi khi những cái vấn đề thời gian đối với gia đình, để hạnh phúc gia đình, để mà làm sao cho cái ngôi tu viện Tây Thiên Trúc Lâm của mình được như ngày nay. Thành ra vì vậy, thưa vị, Đức Phật dạy phàm làm việc gì thì mình phải nghĩ đến, trước hết là nhớ đến cái ân, cái nghĩa. Thành ra vì vậy, thưa vị, có những cuộc hy sinh, có những cái sự cống hiến mà trong đời này đôi khi nếu chúng ta không để ý, chúng ta có thể quên đi. Nhưng mà nếu chúng ta để ý thì chúng ta thấy rằng cả một cái sự tri ân rất là lớn đối với những người chung quanh, mà Phật gọi là bốn ơn lớn. Bốn ơn lớn trong cuộc đời đó là gì? Ơn của cha mẹ, ơn của Phật Tam Bảo, ơn của quốc gia, thủy thổ hay là chính quyền, và thứ tư đó là ơn của chúng sinh. Ơn của chúng sinh. Thật ra Phật dạy phàm là con người chúng ta phải biết ơn và phải biết đền ơn. Thì biết ơn có nghĩa là chúng ta cảm nhận được những cái ơn ích của tất cả mọi người đã cho mình, dù là thuận duyên hay là nghịch duyên. Tại vì có những cái thuận duyên cho mình đó, thì đó là cái điều hạnh phúc rồi. Nhưng mà không phải những điều nghịch duyên đó mà là xấu đâu. Bởi vì chính những điều nghịch duyên đó làm cho mình vững bước hơn và vươn lên hơn trên cái sự thử thách đó, để rồi mình thành tựu. Tu hành là như vậy đó. Cho nên thưa quý vị, nếu mà hai thầy trò không có tự dấn thân mà vươn lên thì ngày nay nó không được như vậy. Thành ra vì vậy mà trước khi thầy đi về Việt Nam nhập thất thì thầy cũng muốn nói lời cảm ơn đến tất cả quý đồng hương Phật tử, không riêng Edmonton, Toronto hay là những vùng phụ cận Canada, kể cả Phật tử từ khắp nơi đã có những cái đóng góp cho cái tu viện Tây Thiên của chúng ta hôm nay. Và thưa quý vị, cũng để chia sẻ một chút xíu về những điều suy nghĩ của thầy trước khi thầy không biết có cơ hội để trở lại đây gặp gỡ Phật tử trong những khóa tu nữa hay không. Nhưng mà với những kinh nghiệm đã trải qua trong cuộc đời tu của thầy thì thầy thấy những lời Đức Phật dạy đó, thật sự thưa quý vị, ngài nói rất là rõ rồi, nhưng mà chúng ta chưa nhận diện được rõ theo lời của ngài dạy thôi. Chứ còn cái giáo lý đó, cái con đường đó, ngài đã chỉ dạy rất rõ. Thì thưa quý vị,
Như vậy xưa nay mình được thường nghe, nghe đến vấn đề gì? Nghe đến vấn đề tứ đế, thập nhị nhân duyên. Thì thưa quý vị, bây giờ mình khoan nói đến thập nhị nhân duyên, nói đến tứ đế thôi. Cái bài học tứ đế đó là cái bài học căn bản mà Đức Phật nói từ đầu, và mình đã nghe quý thầy nói từ đầu, và nói rất dai dẳng, nói hoài, nói mãi. Nhưng mà chúng ta có thấm chưa cái bài học tứ đế đó? Thì bây giờ thưa quý vị, khi lớn tuổi một chút, có cái cơ hội nghiền ngẫm sâu, chúng ta thấy cái bài học tứ đế đó quả là nó rất rõ ràng. Chỉ cần thấm và hiểu được một cách sâu sắc tứ đế là chúng ta có thể tu được trên con đường đó để đạt đến đạo thôi, đạt đến sự giải thoát, sự an vui, hạnh phúc ở trong cuộc đời, chứ không có cần đi đâu xa cả. Thành ra vì vậy thưa quý vị, cho nên cái nấc thang tu học của người Phật tử mình bắt đầu từ cái nền tảng là học tứ đế. Thành ra thiên kinh vạn huyển nó đều cô đọng ở trong cái tứ đế. Dạ, từ cái tứ đế nó khai triển ra thôi. Cho nên khi thầy đọc tất cả các bộ kinh, nghiền ngẫm các bộ kinh, thì thấy rằng cái kinh nào cũng nói về tứ đế. Nói về tứ đế. Thì trong tứ đế đó nó có hai phần, tức là gì? Tục đế và chân đế. Tục đế đó là gì? Tức là khổ và tập. Còn chân đế đó là diệt đạo. Cho nên từ trong tứ đế mà có cả chân và cả tục. Khi chúng ta mà chưa biết tu thì cái đó gọi là tục đế. Mà khi chúng ta mới bắt đầu tu còn nằm trong phần của tục đế. Nên khi chúng ta giác ngộ rồi, chúng ta đi tiến sâu hơn trên con đường tu tập để chuyển hóa tất cả những cái yếu kém ở trong mình, những cái lỡ lầm của mình, và những cái sai sót, những cái nhận diện không đúng đắn của mình, thì lúc đó nó đi vào ở một cái thế giới gọi là chân đế. Thành ra thưa quý vị, trong Tam Pháp Ấn của Phật giáo cũng có nói đến, khi chúng ta còn ở cái phạm trù của tục đế thì Tam Pháp Ấn đó là gì? Là vô thường, là vô ngã, khổ. Ba điều thôi: vô thường, vô ngã, khổ. Mà mình có cảm nhận được vô thường chưa? Cảm nhận được cái vô ngã chưa? Và cảm nhận được cái khổ thế gian chưa? Đôi khi chúng ta chưa cảm nhận sâu sắc. Chúng ta vẫn thấy rằng ô, mình cũng vẫn còn rất nhiều hạnh phúc, phải không? Và như vậy thì cuộc đời này đâu có cái gì mà mình phải cần thay đổi. Nhưng mà một khi mà mình đụng phải những cái thực tế thì lúc đó chúng ta mới bật ngửa rằng đấy, không phải là như vậy. Cuộc đời đôi khi nó không phải là như vậy, mà nó tùy theo cái duyên, nó đưa đẩy mình đến một cái hoàn cảnh trong lúc nào đó, rồi bất chợt nó xảy ra những cái biến cố về vô thường. Thì lúc đó chúng ta mới bừng tỉnh, cuộc đời là vô thiện, vô thường thiệt. Nhưng mà quý vị đâu biết rằng Đức Phật đã nói là vô thường, không phải đợi tới bất chợt xảy ra mới gọi là vô thường. Mà vô thường nó xảy ra từng giây, từng phút, từng giây, từng phút, từng sát na, tức là nhỏ hơn giây nữa. Thì như vậy chứng tỏ rằng đời sống của mình là một chuỗi vô thường. Vô thường phải không quý vị? Vô thường. Mà đã là vô thường, tất cả các pháp đều là vô thường, thì mình làm sao muốn giữ cho nó thường được? Cho nên rồi từ đó mà mình biết rằng mình không thể giữ được. Cái thân mình nó cũng vô thường mà, thành ra mình đâu có giữ nó, đừng có cho nó đau, nó bệnh, phải không? Đừng cho nó già và đừng cho nó chết được. Mình đâu có giữ được đâu, vì nó vô thường, nó thay đổi từng sát na một. Cho nên thầy nhớ mấy năm trước thầy cũng
giò mặt thấy nó trẻ, còn thấy hồng hào. Thì bữa nay nhìn vô thấy ông già rồi. Phải không quý vị? Phải không? À, bữa nay là thành ông già rồi. Phải không? Đúng vậy không? Dạ. Và một số quý đạo hữu thầy nhìn thấy mấy năm trước đây, nó còn tráng kiện lắm. Nhưng mà năm nay bắt đầu thấy cái tướng đi, tướng đứng nó yếu rồi. Có phải như không? Cho nên cái cuộc sống vô thường, mà mình để ý mình mới thấy. Còn đôi khi mình vô tâm, mình không có để ý, thì mình thấy vô thường, chắc là 10 năm nữa mới vô thường, hay là 20 năm nữa mới vô thường, hay là 100 tuổi mới vô thường. Mà không biết rằng vô thường đang xảy ra trong từng sát na. Và thưa quý vị, cái già cũng không thể nào tránh khỏi. Vì đã vô thường thì nó phải tới gì? Sanh thì tới già. Mà trong khi sanh già thì nó có sao? Nó có bệnh, bệnh có thể tránh được không? Bởi vì Phật nói là trong ngũ ấm của mình đó, có cái ấm ngũ ấm xí thành khổ. Xí thành khổ có nghĩa rằng trong năm ấm của mình đó, là sắc thọ tưởng hành thức đó thưa quý vị, nó tranh với nhau, nó tranh với nhau. Thành ra vì vậy mà nó, chính vì vậy mà nó làm cho con người mình mau già khổ. Thành ra ngũ ấm tranh giành với nhau. Sắc thân tứ đại cũng từ đại từng đại, đất nước gió lửa cũng tranh giành với nhau, hãy hừng. Cho nên vì vậy mà nó tạo cho nhau vô thường. Vô thường nó xảy ra, cho nên bệnh không thể tránh khỏi và chết cũng không thể tránh khỏi. Nhận diện sâu sắc hơn nữa thì chúng ta thấy rằng cái vô thường trong từng chiếc lá, trong từng cái đóa hoa vân vân. Thì khi nhận diện sâu á thì mình cảm nhận được vô thường một cách sâu sắc rồi đó. Thì cái đó gọi là đạo. Nó thuộc lĩnh vực của chân đế rồi, phải không? Mình đi vào lĩnh vực của chân đế. Bây giờ mình hiểu được cho nên do đó, lỡ có đứa bé nó làm bể một cái ly, thì mình biết cái ly cũng là một vật chất, nó cũng phải có sanh già bệnh chết. Thành ra bây giờ nó lỡ nó rớt nó bể rồi, bây giờ làm sao hàn gắn lại được? Cho nên không vì vậy mà mình lại cáo bẩn lên, trách phiền hoặc là đánh đập bé. Mà mình phải nhắc nhở bé là cẩn thận thôi. Cho nên vì vậy mà mình sẽ đỡ khổ. Vì vậy mà thưa với cái khổ là bởi vì sao? Vì chưa nhận diện được cái vô thường. Thấy không? Chưa nhận diện được cái vô thường. Và thưa quý vị, cái thứ đến là vô ngã. Vì mình không giữ được thì làm sao là gọi là của mình? Tài sản, vật chất, tiền bạc ở trong túi của mình, nó đâu ở mình mãi mãi đâu, rồi nó sẽ đi. Nhà cửa, tài sản gì của mình chứ chắc nó ở mãi với mình. Một sự thay đổi nào đó trong xã hội, về kinh tế, là về chiến tranh, là về vấn đề gì đó, là nó làm mình có thể tiêu tan gia sản, không có bền bỉ. Rồi chưa nói đến vấn đề lục lội nè, bão tố nè, rồi cháy rừng, cháy nhà nè, rồi động đất sóng thần nè. Thưa quý vị, không có cái gì bền bỉ hết. Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào và phá hủy toàn bộ tài sản của chúng ta. Cho nên vì vậy, cái đó không phải của mình, cho nên gọi là vô ngã. Con mình sinh ra đó, nó cũng mượn mình để ra đời, cho nên nó cũng không phải là của mình. Phải không quý vị? Nó lớn lên rồi, nó theo cái duyên nghiệp của nó. Nhưng mà nếu nó có một chút nhớ ơn thì nó còn chăm sóc mình về già. Còn nếu nó không có một chút nhớ ơn thì thôi, nó đi luôn. Có phải vậy không? Nên vì vậy thôi, mình biết như vậy, A Di Đà Phật. Quan trọng nhất là mình phải trở về với chính mình. Đấy. Cho nên vô thường, vô ngã và khổ. Chỉ chính vô thường, vô ngã mà mình chưa biết tu đó, mình nắm bắt nó lại. Mình sợ già, phải không? Mình sợ già, mình sợ bệnh, mình sợ chết. Cho nên mình khổ dữ lắm. Lo đi ăn uống, bổ dưỡng, chẳng hề mà nghĩ đến vấn đề mình cướp đi, mình làm tổn thương đi sinh mạng của những loài khác, để mình nghĩ là bồi bổ cho thân này.
ăn phải đòi ăn gan tươi, ăn ăn những thứ độc đáo ở nơi thân mạng của những loài khác để bổ dưỡng cho mình, thí dụ vậy đó. Đó là một hình thức mình tạp nghiệp mà mình không biết gì mình muốn gì, mình muốn giữ lại không cho nó vô thường, nhưng mà rồi có giữ được không? Bà Tẩm Thúy Hằng, một người đẹp tuyệt vời ngày xưa đó, mà bây giờ thì bà cũng đâu giữ được nhan sắc của bà. Nếu mà Thúy Kiều có hiện ra ở đây bây giờ chắc mình phải nghĩ rằng bà cụ già lắm rồi, ta mấy ngàn tuổi, mấy trăm tuổi, mấy trăm tuổi. Dạ thưa quý vị, cho nên vì vậy chúng ta biết không giữ được thì chúng ta quay trở về chấp nhận sống với những cái điều đó một cách tự tại, tự nhiên, trong an lạc thì gọi là chân đế, phải không? Cho nên vậy mà cũng vô thường, vô ngã, nhưng mà an lạc. Tôi nói hồi nãy tam pháp ấn cho những cái người còn ở trong địa vị từ thinh văn trở về trước mới bắt đầu tu, gọi là vô thường, vô ngã, khổ, phải không? Nhưng mà khi có tu rồi thì vô thường, vô ngã, cũng vô thường, cũng vô ngã, nhưng mà niết bàn, tức là an lạc. Khi mình hiểu, mình ngộ được rồi thì nó trở nên an lạc. Hiểu không quý vị? Đó. Cho nên thưa quý vị là hằng ngày chúng ta tu mà không tu. Bởi vì tại sao nó tu mà không tu? Bởi vì chúng ta làm những cái việc làm nội của chúng ta làm cho chúng ta thôi là đã hết thời giờ rồi. Cho nên vì vậy mình tu cũng vậy, mình cũng sửa đổi cho mình thôi, mình đã hết thời giờ rồi đó thưa quý vị. Cho nên nếu mà có một chút thời giờ chia sẻ cho người khác thì đó là quý lắm, thấy không quý vị? Đó là những người có năng lực. Nhưng vì đó là những người có tâm nguyện, có năng lực lớn. Còn mình mà nếu mà mình còn ở trong cái địa vị phàm phú, mình tu là mình tu cho chính mình đó, đã hết thời giờ rồi quý vị, phải không? Hằng ngày quý vị thấy không, cái ăn thôi để sửa sao mà ăn cho nó có an lạc, phải không quý vị? Ăn mà có an lạc á, quý vị biết ăn sao có an lạc không? Tại vì nếu mình ăn có an lạc là bớt đi những cái thứ cầu kỳ, và bớt đi những cái sự tổn hại đến sinh mạng của những loài khác, thí dụ vậy. Và đồng thời đời sống đơn giản thì cái nhu yếu đó về ăn nó cũng sẽ giảm xuống. Người ta vì vậy tại sao những người tu mà ăn ít là vậy? Tại vì thấy ăn nhiều quá đó, là ít nhiều gì cũng làm cho mình cực, cả ngày phải đi tìm thức ăn. Còn quý vị nếu mà trường hợp quý vị là những người mà cần ăn ngon đó, cao lương mỹ vị, thì quý vị phải đi làm cực lắm. Thay vì làm 8 tiếng đồng hồ mình về rồi, nhưng mà vì chồng mình, vì vợ mình, vì con mình và bản thân mình, cho nên vì vậy phải đi làm thêm 2 tiếng nữa, là 10 tiếng, có nhiều khi làm thêm 4 tiếng nữa. Mình thấy khổ không? Cho nên chính cái ăn mà làm cho mình khổ. Còn cái ăn mà làm cho mình bớt khổ, có an lạc, có niết bàn đó, là gì? Thiểu dục tri túc, tức là ăn vừa phải thôi, cái ăn vừa phải thôi. Và ăn có cái sự quán sát để thấy được cái ăn đó không làm tổn hại cho những loài khác thì mình nên ăn. Thì như vậy mình ăn thức ăn mình cảm thấy ô, tôi hạnh phúc. Bởi vì sao? Vì tôi không làm tổn hại những loài khác, và tôi đơn giản hơn, là đời sống của tôi không cần phải cực khổ quá nhiều, dành hết thời giờ của mình cho cái miếng ăn. Phải không quý vị? Dành hết thời giờ cho cái miếng ăn. Rồi tới cái giấc ngủ, giấc ngủ cũng vậy. Quý vị thấy quý vị có ngủ dễ không? Hả? Có ngủ dễ không biết không? Khó ngủ không? Khó ngủ là vì sao? Khó ngủ là vì mình lo toan. Làm, xin lỗi, 8 tiếng đồng hồ ở xưởng, ở hãng về rồi, ở công ty về rồi, nhưng mà có yên đâu, phải không? Rồi cũng phải làm tiếp một cái gì đó, thêm mấy tiếng thầy nói nãy đó. Rồi xong khi về rồi có ngủ yên đâu, về trễ quá rồi quá giấc ngủ. Hoặc là rồi ăn tối, khi ăn nhiều nó nặng bụng, đôi khi rồi cũng lại làm cho mình khó ngủ. Rồi không phải chỉ có cái đó thôi, mà còn phải suy nghĩ ngày mai mình nên tính toán những cái điều gì nữa.
Thành ra thưa quý vị, chính những điều tính toán đó mà làm cho mình khó ngủ và thậm chí mất ngủ. Có nhiều người mất ngủ triền miên đó. Thành ra vì vậy mà muốn mình có cái giấc ngủ an lạc, niết bàn, thì mình phải chấp nhận sao? Giảm bớt đi, đi làm vừa phải thôi. Vừa rồi thầy có bay qua Úc có 4 ngày thôi, nhưng mà qua Úc rồi mới thấy đời sống dân Úc đó. Sướng hơn dân Canada. Quý vị biết không, ở bên đó đó, họ không cần đi làm nhiều. Người mà đi làm full time bên đó đó không phải là 48 tiếng, à gì, 40 tiếng, chỉ cần 25 tiếng là full time được. Một cái đất nước mà họ cho cái đời sống người dân có một cái mức sống cao như vậy rất là đẹp. Và thưa vị, lương phạm của một cái người đó ở bên Úc, tối thiểu mức lương tối thiểu đi làm của một công dân á, là phải 25 đô trở lên. Tối thiểu là 25 đô. Bên Canada mình chỉ có 10 đô, 15 đô thôi, mà bên Úc là 25 đô trở lên. Trừ trường hợp những người đi làm mà là lấy cash, những người đi làm lậu qua đó rồi đi làm đó, thì người ta không thể trả theo cái lương căn bản của công dân Úc được. Và thưa quý vị, thầy đi bữa đó nhằm buổi chiều, thầy mới đi thăm một cái nơi đó của một Phật tử. Rồi xong trên đường về thì nó thôi ghé lại mua ít rau quả rồi đi về mình nấu ăn. Thì ghé lúc đó mà 4 giờ mấy mà về tới cái chỗ shopping, tức là giống như superstore ở đây vậy đó, bên kia là grocery đó. Quý vị, 5 giờ họ đóng hết. Mới 5 giờ chiều đóng cửa hết rồi. À, trong khi ở Canada mình là 7 giờ, 8 giờ mới đóng. Mà bên Úc chỉ mới 5 giờ đóng hết. Rồi vô tiệm phở, mấy Phật tử mà vô tiệm phở đó, tiệm phở cũng đóng cửa, vô mắt nó nồm, nó đóng cửa. Đóng cửa hết quý vị. Mới có 5 giờ chiều thôi, họ đóng cửa hết. Thành ra thầy lấy làm ngạc nhiên, thầy hỏi thì quý vị nói ở đây vậy đó. À, một người công dân bình thường làm 25 tiếng đồng hồ trong một tuần, 25-30 tiếng đồng hồ là đủ, là full time rồi đó. Chứ không cần tới 40 tiếng giống như ở Canada với Mỹ. Tại đây vậy mình thấy là cái đời sống của mình đòi hỏi phải làm việc nhiều hơn. Còn trong khi bên kia nó làm hơi tàn tàn. Thành ra dân Úc làm gì thấy ông chậm chậm. Không biết họ có an lạc nhiều không, nhưng mà thấy rõ ràng là họ làm chậm chậm, họ ăn chậm chậm, họ chơi nhiều hơn. Thì thưa quý vị, như vậy thì mình trở lại vấn đề là cái gì mà giảm bớt cái đòi hỏi cho cái thân xác của mình, mình sẽ bớt khổ, có an lạc. Cho nên cái đó là gì? Tam pháp ấn thứ hai, vô thường, vô ngã, nhưng có an lạc, có niết bàn. Thưa quý vị, đó, thì đại khái thầy đưa một vài cái ví dụ như vậy. Từ cái ăn nè, rồi cái ngủ nè, rồi cái mặt của mình nó trò, cái mặt cũng tốn kém dữ lắm đó. Phải không quý vị? Dạ, cái mặt không, nó gần như hình như tốn kém hơn cái ăn nè. Bởi vì thức ăn nó rẻ, chứ còn cái áo, cái quần nó mắc lắm. Phải không quý vị? Cho nên do đó mà trời ơi, thôi mình phải cực. Tôi thấy có nhiều vị hình như mỗi tuần mỗi đi sắm bộ đồ. Mỗi tuần chứ không phải là mỗi nửa năm đâu, không có đâu. Ở Việt Nam mình đôi khi người ta nửa năm người ta đi sắm. Còn bây giờ nó sẽ nói gần mỗi tuần. Nghe là mỗi thường phải đổi style. Đổi style đó. Tới bây giờ kiểu đó nó hơi cũ rồi, hay là kiểu đó nó đã mặc rồi. Giờ phải tuần sau phải đi sắm như là khác. Thưa quý vị, cho nên vì vậy mà tốn dữ lắm. Bởi vì đồ mà đồ hàng hiệu ở đây thì nó mắc dữ lắm. Phải không quý vị? Thành ra thầy thấy rõ là chúng ta cực rất là nhiều, là bởi vì chúng ta phải chi phí quá lớn. Thật ra cho nên vì vậy mà Phật gọi cái đó gọi là làm cho chúng ta khổ. Và cái khổ đó là do ai? Là do mình chưa biết, chưa biết tu. Để tiến lên cái chân đế, phải không vậy? Cái chân đế là sống một cách chân thật, không có đòi hỏi, không có nhu cầu quá nhiều. Sống chân chất đó, gọi là đời sống chân chất đó, thì bắt đầu cuộc sống của mình có an lạc hơn, có niết bàn. Vì vậy mà tam pháp ấn của Phật dạy thứ hai, tức là khi có tu nó sẽ chuyển lần đi lên tam pháp ấn vô thường, vô ngã, niết bàn.
còn chưa biết tu hay là còn trong vòng mới tu tập thì vô thường, vô ngã, khổ. Mình còn ở đâu? Vậy là mình còn ở phần này phải không? Mới bên đây bờ thôi, chưa có qua bên kia bờ. Thật ra mình phải hướng về bên kia bờ để cho mình có an lạc. Vì vậy mà thưa quý vị, chúng ta phải tập sống như thế nào để giảm thiểu bớt những cái nhu cầu quá lớn. Thật sự nhu cầu mình quá lớn. Rồi nói vấn đề ăn đó thưa quý vị, cái ăn của ở những cái xứ Tây Phương đó, nó dư dả vô cùng. Cái chất dinh dưỡng nó cũng dư dả vô cùng. Đến độ nó sanh bệnh luôn á. Là từ dư những cái chất dinh dưỡng, nó dư, nó dư thừa nó sanh bệnh. Chứ không phải là do thiếu. Mấy cái nước mà chậm tiến, những nước mà còn chậm phát triển thì họ nghèo, cho nên thức ăn của họ không đủ. Nhưng mà ở Mỹ, Canada thì thấy trời ơi, thức ăn những cái cửa hàng buffet hay là này kia đó, họ vô bán, nó dễ mua, dễ ăn, nhưng mà nó quá thừa thải đi. Và có lần đó, cái nhà dưỡng lão của thầy ở đây, Edmonton, thầy nhớ, đồ ăn nó còn một ngày nữa, một ngày nữa nó mới hết hạn. Mà thưa vị, thịt thà hay rau quả đồ đạc đó, thì một ngày nữa ok thì ăn đi, rồi mình có thể cho người ta, để người ta ăn phụ với mình cho nó bao hết. Cái anh chip cook ở trong nhà dưỡng lão thầy nói No master, không, ông đừng có ở, đừng nói vậy. Bây giờ tôi đổ hết, trời nó đang hết gà vịt thịt thà gì đó mà hết hạn rồi nên đổ hết, còn một ngày đó. Mà thầy nghĩ một ngày chưa có đến đâu gì, có thể cho Phật tử mình đem về ăn được á chứ, phải không? Tại vì trễ một ngày hai ngày cũng chưa sao. Nhưng mà không, anh chip cook anh nói không, đổ, trời đem đổ trơn. Thầy thấy đổ mấy cái đống thịt, mấy đống này kia nọ đó, rau quả gì nó đổ hết. Rồi mua khác, mua cái mới. Thành ra xài sang như vậy ở xứ này thì thấy nó cũng có cái tội đó. Quá chừng trong khi những cái nước quá đói, mà trong khi nước của mình lại quá dư thừa, thực phẩm dư thừa như vậy, mà cộng vào thêm mình cũng đòi hỏi ăn uống cũng quá chừng chừng nữa. Thành ra vì vậy thưa quý vị, thảo nào mà không sanh những cái bệnh từ dư thừa, phải không? Cho nên có nhiều người họ to béo, tròn, thật là tròn đó, và mập, cao. Cho nên vì vậy mà thưa quý vị, nó sanh bệnh đủ thứ. Vì vậy thưa quý vị, nó tóm lại Đức Phật dạy mình là dạy mình có một đời sống an lạc. Thì cái đời sống an lạc đó không ai có thể ban cho mình được, mà chính mình tự chọn, phải không? Đi tu là con đường tự chọn, và đời sống của mình con đường tự chọn. Thế nên mình muốn chọn hưởng thụ hạnh phúc của thế gian thì mình cứ hưởng thụ hạnh phúc thế gian. Nhưng mà mình đau khổ thì phải ráng mà chịu, phải không? Đau khổ thì phải ráng mà chịu, bao nhiêu không có than trách ai hết. Thì vì đây là con đường mình chọn. Còn nếu mình muốn chọn con đường an vui và niết bàn đó, giải thoát đó, thì mình chọn con đường chân đạo. Mình cũng có vô thường, mình cũng có vô ngã, nhưng mà mình chấp nhận trong an lạc. Mình thấy đó như là một cái gì, một cái sự tự nhiên trong cuộc đời này. Và để cho mình đỡ vất vả, để cho mình đỡ khổ đau và đỡ tổn hại những cái loài khác, cho mình phải bị quả báo đó, thì mình nên chọn cuộc sống thật đơn giản, đạm bạc. Tại đây vì vậy thưa quý vị, chúng tôi thấy rõ ràng là có hai cái chiều hướng như vậy, nhưng mà tùy mình chọn. Chứ Phật không bao giờ cấm. Phật đã muốn ở lại thế gian thì cứ ở thế gian, cũng có những cung trời, cũng có những cái nơi mà gọi là tịnh độ của nhân gian vậy. Nhưng mà tùy mình chọn. Còn nếu mình đi vào cái chỗ cảnh giới của chân đế, an lạc thoải mái của chư chư vị thiên, nhưng mà chư thiên này là chư thiên gì? Có tu đó, như là các chư thiên trên cõi trời đâu xuất vô bất. Thì cái đời sống họ an lạc hơn, và họ tiến tu dần đến giải thoát, không còn bị ràng buộc bởi tất cả những cái thứ mà gọi là làm cho con người mình đau khổ nữa. Đó gọi là con đường thoát khổ. Thì thưa vị, cho nên giáo lý của Đức Phật nói về tứ đế, nó có hai phần là tục đế và chân đế. Tục đế là gì? Là khổ, là tập. Khổ tức là gì? Những cái đau khổ thế gian do mình không nhận diện được một cách sâu sắc về vô thường, về vô ngã.
thứ hai là nguyên nhân của khổ. Là nguyên nhân là do mình không nhận diện đó, là nguyên nhân. Rồi mình cứ sai lầm theo những cái nhận diện rất là mịt mờ của mình, giống như một cái người mà chỉ biết làm những cái gì theo cái cảm tính của mình thôi, mà không có bằng ý thức. Cho nên các vị thiền sư đi giảng dạy, các sĩ, các vị đều nói là mình hãy coi chừng những cảm tính. Chính những cảm tính dẫn dắt mình vào con đường đau khổ. Và ý thức là cái mà nó dẫn mình đi vào cái con đường của sự an lạc, hạnh phúc. Vì vậy mà mình nên chọn con đường để mình tu. Thì thôi, hôm nay thời gian còn phải tiếp tục những cái chương trình khác, thì thầy xin được chia sẻ vài lời và mong rằng tất cả quý vị hãy tiếp tục con đường tu học của mình. Vì ít nhiều gì nơi đây tôi nghĩ rằng quý vị đã thấm nhuần cái lời dạy của Đức Phật một cách sâu sắc rồi, cho nên quý vị mới chọn con đường đi tu, phải không? Đi tu học, bỏ thời gian, thay vì giờ này phải ở trong nơi vui chơi, quý vị vào ở trong một đạo tràng thanh tịnh, trang nghiêm tu tập như thế này. Các bạn nhớ không? Như Đạo Phật. Rồi thôi, thầy xin được tạm biệt. Kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe và tinh tấn trên đường tu học để đạt được những cái nguyện vọng, những cái ước ao thật là to lớn của mình, đó là mong mình có một đời sống thật hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chúng con xin tri ân Hòa Thượng Viện Chủ đã sắp tấn đại chúng sáng hôm nay nhân ngày Pháp Tu Mùa Xuân. Thưa đại chúng, sau khi cung tiễn với ngài Hội Liêu, đại chúng nghỉ ngơi chút xíu, khoảng chừng 11:15 thì mình mặc áo tràng, mặc áo lạnh, tập hợp ở ngoài liều để chúng ta cùng đi theo quý thầy, quý sư cô đi nhận thức ăn, rồi mình đi về trai đường. So after we finish the session, we all will have some short time to break, and then we're warm and we get together at the white tent to take in the food before we enter the hall. Yeah. Rồi chúng con chắp tay, đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật. Đại chúng xả chân ra, xả chân trước khi đứng dậy.